Hello, xin chào cả nhà. Mình là Nam đây cả nhà ơi. Hôm nay chúng ta lại có dịp trở lại với Cần Giờ ha. Bây giờ là buổi trưa rồi, Nam sẽ ghé qua chợ hải sản Hàng Dương để tìm một số cái món ăn ngon và hải sản tươi sống ở đây nha. Hiện tại thì Nam đang có mặt tại quầy của chị Như Quỳnh, một nơi mà Nam cũng đã chia sẻ với cả nhà trước đó rồi. Hôm nay quay trở lại và chúng ta sẽ có nhiều cái món hải sản ngon ăn tươi sống ở đây với cái giá rất là hợp lý ha. Trên tay của Nam là những cái con ốc hương rất là to và rất là ngon nha cả nhà. Và có một số hàng sản khác nữa, và chúng ta sẽ có một cái buổi trưa đây và lựa chọn nhiều hải sản ngon của chúng ta nha cả nhà. Cảm giác nó có ghê không? Đúng rồi hả? Ghê lắm rồi. Rồi nó bò ghê lắm rồi. Dạ dạ. Dễ ăn ở đâu? Đó, cái chuyện đấy. Cái này có gạch sao? À có gạch hả chị? Có, cái đít nó vàng vàng lên đó. Ờ. Còn mấy con kia nai khác là không có gạch. Không có gạch, cái đít nó không có vàng. Wow. Sau khi chúng ta đến với Cần Giờ, chúng ta sẽ tham quan ẩm thực tại Hàng Dương, thì bây giờ chúng ta lại có một cái trải nghiệm khác rất là bất ngờ tại Cần Giờ nha cả nhà. Có thể cả nhà đi rất nhiều lần về Cần Giờ nhưng cả nhà chưa đến nơi này đâu. Nam đảm bảo với cả nhà, một chỗ mà cả nhà đã từng đến để chụp hình check in nhưng đến một cái địa điểm như thế này trên con đường Nam đang đi thì có thể một số anh chị đã chưa đến đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến đây để tham quan, để khám phá một cái nơi mà tận cùng cái con đường này, và chúng ta bắt đầu mở ra một cung đường mới, một khu du lịch mới và những cái sải trải nghiệm rất là thú vị. Hôm nay Nam chỉ chia sẻ với cả nhà quang cảnh ở đây. Trước mắt chúng ta đó là một cái khu vực, một làng nghề, một khu vực mà nằm sâu trong khu vực rừng của Cần Giờ. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm rất là thú vị ở đây về làng nghề nuôi hàu sông Cần Giờ, và ở đây là những cái quy trình để nuôi, và hôm nay Nam sẽ chia sẻ với cả nhà những cái quy trình về nuôi hàu Cần Giờ nhé. Như cả nhà đã thấy thì ở một cái bãi biển của Cần Giờ thì chúng ta thấy có rất là nhiều vỏ xe, những tấm tôn tiếp rô, và ở đây là những dụng cụ để nuôi và đánh bắt hàu tại biển Cần Giờ. Cho nên là chúng ta sẽ có một cái buổi trải nghiệm ở đây nha cả nhà. Mời cả nhà cùng với Nam tham quan trải nghiệm biển Cần Giờ nha. Từ ẩn vô. À, từ ẩn vô đó hả anh? À, là thiên nhiên vậy thôi chứ mình đâu có phải làm thêm gì nữa ha anh. À, mua mấy cái ngói về cắt ra vậy đó. Được anh. À, cái này làm được một năm rưỡi đến 2 năm. À, anh cứ làm bẹ cứ để vậy nè. Dạ. Từ cổ chuyên á. À dạ. Trước giờ từ đây luôn đó hả anh? Dạ. Bác đây mấy chục năm nè. Dạ. 80 đó. Đó làm chưa? 80 khỏe dữ vậy đó. Mà 150 mét, dạ 150 ngàn một khối nước. Là chú mua nước, tưới cây trong vườn rộng lắm. Trời ơi. Tại do nước, là nước tưới cây. À, cái năm 2016 là mặn nhiều đó. Mua 150 ngàn về để tưới cây thôi. Ngưỡng mộ chú quá. Được một anh chia sẻ ở đây thì chú đây cũng gần 80 tuổi rồi cả nhà. Và ở đây thì do xa nguồn nước và nước mặn đó, cho nên là chú phải mua 150 ngàn một khối nước để tưới một cái vườn cây rất là lớn ở đây. Và sau khi một lúc tìm hiểu thì Nam biết chú cũng là chủ nhân của một cái khu rừng có trên 100 hecta ở khu vực này nha. Và ở đây thì ngoài cái việc mà nuôi đánh bắt hàu thì còn có kinh doanh về quán ăn ẩm thực hải sản ở đây nữa. Và Nam sẽ chia sẻ với cả nhà những cái quán ăn ở đây ha. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu coi việc nuôi hàu đánh bắt như thế nào. Và người dân ở đây cũng rất thân thiện để chia sẻ với mình về cách mà nuôi hàu và thu hoạch hàu. Và Nam cũng đi một cái chuyến ra ngoài cửa biển để xem ở đây người dân họ nuôi hàu đánh bắt như thế nào cho cả nhà cùng xem nhé. Đây là cửa nhà. Đây là vỏ hàu nè. Đây là cái những cái vết mà nó còn hình ảnh nó còn bám vào trong cái miếng tôn tiếp rô. Đây. Cho cả nhà xem nè. Đây là cách mà người dân Cần Giờ nuôi hàu thiên nhiên nè. Lạ thiệt ha. Cho cả nhà xem nè.
hào nó bám vào trong cái tim, vào trong cái tôn chiếc rô này đó. Những con hào rất là to ha, mình cứ để vậy là nó bám vào đây mà nó lớn từ từ lên đây, sau khi nó đủ cái tuổi thì chúng ta sẽ thu hoạch nhé. Dạ. Ồ, chứ không phải là một cái vật thể, nó tạo từ từ cái bóng của mình hả anh? Lại gì đó, từ chính mình luôn. Sao khó hiểu quá ha. Thì chứ, em nghĩ là một con động vật rồi, một cái vật thể, một cái cá thể. Cái này vật chất thì mình tạo ra thì mới có chứ. Mình tạo ra tất cả mà. Dạ. Vậy thì mấy cái bè này mình cũng tự xây dựng lên rồi mình cứ thả vậy đó, năm nay năm sau mình thu hoạch hả anh? Đúng không? Dạ. 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 Lần đầu tiên được thấy một cái cảnh mà người dân ở Cần Giờ họ xếp những cái miếng mảng gói này vào để mà cho cái hàng nó bán vào đây này. Dạ, có đầu tư thôi. Tự nhiên thôi. Dạ. Tự nhiên quá. Ừ. Ủa nhưng mà mình tại sao mình phải cắt ra những miếng nhỏ không, thì mình để những miếng to lớn. Lớn lớn nó không thích luôn. Nó phải có giống như cái nhà vậy. À nó không phải là mỗi nó riêng tư rồi nó đâu sao vậy đó. Cái nhà. À dạ. Phù hợp với lại dạ. Nên được anh ngư dân ấy chia sẻ thì để nuôi hầu, đến bắt hầu thì chúng ta sẽ dùng những cái tấm thêm rô như thế này. Chúng ta cắt nhỏ ra, chúng ta kết lại thành từng chùm như thế này. Chúng ta treo vào những cái bè. Thì trong vùng nước biển Cần Giờ dao động thì nó có những cái trứng của con hầu, nó sẽ bám vào những cái chỗ này, những cái tấm như thế này. Và chúng ta lại cứ để đó và nó bám vào đó thì nó sẽ tạo những ngôi nhà và nó sẽ phát triển lên. Và đến tuổi thì trung tâm này chúng ta sẽ thu hoạch nha cả nhà. Trời, dưới cái nắng khoảng 36 độ mà ngồi phơi như vậy á, mình đứng xíu muốn say luôn rồi. Ủa cái này, cái sông này rồi thì là mình phải thuê không anh? Có thuê nhà nước? Cái này không có thuê nhà nước mà kiểu như ai xuống trước á. À. Được cái khu đường nước để thả hào đó. Thì giờ rộng lên thang ở đâu cũng được mà đúng không? Không có, thì giờ ăn có đường nước đấy đó. Thí dụ giờ anh muốn ấy thì người ta sang lại đường nước 50 thì sẽ có đường nước. Ồ. Oh. Sang được lại mình. Ủa anh, vậy thì cũng phải có cái đường nước đàng hoàng chứ đâu phải chỗ nào cũng đặt đó lên. Đâu ai đặt được. Thí dụ giờ những cái khu này là đại ta đặt ngay vậy thấy khu này nó gần vô cảng vô quy hoạch rồi, giờ nó quen nuôi với nhà nước nào cái kia giờ lại giờ đó. Dạ. Yeah. Thì cái lọ này dự án lên khu cảng Tà Ba vậy. À dạ. Quay như vậy thì tụi em có coi được không? Dạ được anh. Em trên kênh Nhịp Sống Sài Gòn. Thì về chắc có 1-2 ngày nữa là em sẽ làm clip á, thì mấy anh ở đây lên xem ủng hộ kênh cho em nha. Kênh Nhịp Sống Sài Gòn nha. Dạ. Lâu dài 5-7 năm luôn. Đó thì dụ nuôi 2-3 năm rồi đó, giờ ta cỡ lên ta phơi nắng vậy nó sạch sạch lại tạt lại nữa. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thuyền ra các cái đảo mà chúng ta ăn hải sản rồi chúng ta vui chơi relax cả ngày nha. Một cái cảnh rất là chill nha cả nhà. Nam muốn chia sẻ với cả nhà, chúng ta đi sâu bên trong một cái quán rất là đặc biệt nha, để Nam chia sẻ cái địa chỉ cho cả nhà nha.
À 60 ngàn ký hả chị? Đây là hào thiên nhiên này. À, nó còn má bán như bám như những cái mảng ton cái pro này. Ủa đây là cái chân của con gì đây chị? Con cò. À cò chân đen là có mỏ vậy. Mình để cái này để làm gì hả? Cắm số 9 là chỗ cầu số 9 hả chị? Dạ. Mấy chục năm đúng không? Chỗ này mà chị ở khơi khơi vô đây anh ngôi nhà nước cũng không lại đâu. Trời ơi hồi đó là trước được phụng hộ. Trước đúng không? Trước được phụng hộ. À. Ừ. Ủy ban Long Hòa. À mua ủy ban Long Hòa. Mua ủy ban Long Hòa. Dạ, nhà ơi. Rồi chúng ta đi lên cây cầu này nè. Cây cầu này chúng ta đi ra một cái bè. À, một cái bè này thì ở đây người ta nuôi cá bớp rồi người ta nuôi một số con hào nè. Các nhà thấy không? Có cái gốc đó là hào á. À, ta rộng để người ta bán cho khách á. Ở đây có cá bớp, cá đồ trên đây nè. Mình không biết mình đi ra có đi được hay không. Chị qua đó đi là cá lên là em thấy à. Chị chia sẻ em đây là cái bè cá bớp hả chị? Cái bè cá bớp, cá mú. Dạ. Đi qua đây cả một cái công trình nha cả nhà. Sợ ghê lắm. Rồi ok tới đây là an toàn. Wow, đây nè. Con này khoảng bao nhiêu ký chị ha? Này 14-15 ký. Đây nè. 14-15 ký cá bớp nè. To dễ sao không? Con này mình xuống là cẩn thận đó. Để tay xuống là tắp cũng không tay. Ôi vậy chị cho nó ăn cái gì con này? Nó ăn cá. Vậy luôn hả? Ủa con này cũng sát thủ lắm nha. Con này nó kiểu giống như cá mập vậy đó. Trời ơi con được mấy con vậy chị? Mấy con bán hết rồi còn có con á. Trời ơi nó quần kìa. Rồi tới mỗi ngày chị đem đồ ăn cho nó ăn hả? Rồi cho nó ăn cá, con da, ăn cọng rồi cái gì nó ăn. À con ở nhà. Thả xuống là nó làm đớp rầm liền hả? Thả xuống là ăn. To quá ha. Trời to. Thả cái chân xuống là hiểu rồi đó. Trời ơi, tả cũng thập liền á. Em răng ghê, em không nghĩ con cá này nó dữ vậy nha. Nó răng nó méo thì ghê luôn á. Dạ. Cá ngát bự chà bá mà để xuống cái táp rất hay. Trời. Con này giờ nó muốn thuần rồi nè. Ừ. Thì nuôi chắc cũng lâu trong đây rồi đúng không? Bự rồi. Đúng rồi. Có vẻ là nó cũng dạng với người nè. Ừ, nó dạng. Ôi trời ơi. Lần đầu tiên thấy con cá bớp mà mười mấy ký, 15, khoảng 15, 16 ký vậy đó. Mà nó gần gũi với mình như thế này. Cho nó ăn hàng ngày bước qua đã lội lên nó kiếm ăn vậy. Nó ăn một ký mấy hai ký cá. Ôi giờ. Khỏe, cá trong đây khỏe, nước thiên nhiên mà. Để mấy cái hồ là cá, muốn cá ngát trong đây nha. Đây là một cái tác phẩm của người dân. Ở đây buồn vậy ha. Ở đây con cái chứ chạy ra kia học chứ đâu ở này được. Trời ơi đi nó có chồng có vợ hết rồi. Cá lộn hết anh đi hết trơn. Đâu chịu ai. Anh chị mà ở nổi không? Dạ anh phố Sài Gòn là không. Nít nào hả? Nít ở đây được chết. Không nổi. Nhưng mà cái trăm mẫu mai mốt có gì rồi lo gì? Cái trăm mẫu là
khi chúng ta mệt mỏi, khi chúng ta cần relax thì chúng ta sẽ tìm đến đây. Ở đây thì chúng ta không nghe tiếng xe cũng như tiếng khói bụi gì cả, và chúng ta chỉ nghe được tiếng gió biển, tiếng chim hót. Và ở đây thì có các món ẩm thực để chúng ta dùng, và có không gian cho chúng ta nghỉ ngơi relax. Sáng đi chúng chiều chúng ta về. Đang chia sẻ với cả nhà để cả nhà có một cái địa điểm lý tưởng để cho nhà relax vào cuối tuần nha. Nhà sẽ một cái con hàu 4 kg tại vùng biển. Thấy chưa? Nhà thấy cái bàn tay của mình chưa? Nam được chị chủ chia sẻ thì con hàu này nó cũng khoảng tầm 5-6 năm nữa cả nhà, nặng trên 4 kg. Và sau khi nhà đã thu hoạch và đã dùng nó rồi thì còn treo cái vỏ này để làm kỷ niệm nè. Nam cũng chưa từng thấy một con hàu mà nó có thể to được như thế này được cả nhà. Quá lớn luôn, ngoài sự tưởng tượng của mình luôn nè cả nhà ơi. Đây là một cái sản phẩm 2 mét cả nhà, được người dân tại khu vực đã làm. Họ đã làm từ những cái lon bia đã uống, với cái giá thành mua thì khoảng tầm 1.000 đồng một lon ha. Sau khi về họ sẽ cắt ra và chế tác thành một cái quạt gió rất dễ thương như thế này, với cái giá là 10.000. Nam đã nghiên cứu kỹ về cái sản phẩm ấy rồi, và có Nam sẽ có một cái clip Nam chia sẻ với cả nhà cách để mà chúng ta có thể làm được cái sản phẩm đẹp và dễ thương như thế này nha. Hôm nay thì trời rất là nắng cả nhà, nắng gay gắt. Bây giờ trời dịu mát rồi, mình cùng với đoàn sẽ trở ra ngoài cái chỗ bến thuyền. Ở đây thì chúng ta sẽ thuê vỏ lãi. Ở đây thì giá thì cũng tầm 200-300 ngàn rồi. Chúng ta có thể đi một cái vòng cũng khá xa, đi ra tận ngoài cửa biển luôn. Và từ đó thì chúng ta có thể nhìn thấy bên bờ của Vũng Tàu nha cả nhà. Đây là dọc cái tuyến chúng ta ra thì có rất là nhiều cái chòi, rồi có các cái võng ở đây. Chúng ta có thể nằm nghỉ ngơi ở đây và gọi thức uống cũng giống như là ăn trưa hay là gì đó. Chúng ta sẽ relax từ sáng đến chiều tối và chúng ta về. Những cái phao mà cả nhà thấy dọc theo đó là người ta giăng ở đó, và người ta thả những cái miếng tôn hoặc là vỏ xe xuống đó để cho hàu bám vào ha. Và có cái thời gian khoảng từ khoảng 1.5 đến 2 năm thì chúng ta sẽ thu hoạch. Ở đây là cái tuyến đường bờ đê đi dẫn ra bên ngoài ngay chỗ cái bãi mà chuẩn bị xuống cái bến ghe để chúng ta đi tiếp tục nha. Cả nhà cùng với Nam tham quan tiếp tục trên sông, trên biển của khu vực Cần Giờ, nơi mà người ta nuôi hàu, đánh bắt hàu Cần Giờ nha. Đang khắc dây đó, làm đi ra đâu? Đúng. 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 Nước không kìa. Anh gọi là đầm hả? Không có đầm, đi đó đường biển đó, đó là cái này đem theo xuống mày nói này, cái dưới nước đó á. Dạ. Rồi sao rồi đó biển rồi đó. Còn ở đây giờ đầm. Đây là những cái mà người dân ở Cần Giờ họ sắp kết những vỏ xe như thế này để người ta thả xuống những cái bè để người ta dùng những con hàu như thế nha. Đây, cái này để hàu thiên nhiên tại Cần Giờ ha, dùng những vỏ xe hoặc những cái miếng gói nha. Còn bây giờ chúng ta xuống trở lại đây nha. Trở lại. Cả nhà sẽ được trải nghiệm trên chiếc vỏ lãi gắn với máy cải tiến nha. Nó chạy như bay mặt nước cả nhà ơi. Và chúng ta đang di chuyển trên sông Lò Voi hướng ra cửa biển Vũng Tàu. Khi chúng ta ra đến cửa biển thì chúng ta sẽ thấy thành phố Vũng Tàu nha.
năm có một cái yêu cầu là đi chiếc vỏ lãi này qua biển, đi về Vũng Tàu luôn, nhưng mà các em lái tàu thì nói anh không được, sẽ tàu với cái vỏ lãi chúng ta không đủ để mà vượt biển. Bạn ấy lại tưởng Nam kêu đi biển thật sự và vượt biển thật sự luôn đó nha. Đúng là người dân đây họ rất là thà cả nhà ơi. Và chúng ta đã đi ra khu vực xa ở bên ngoài để xem những người dân trên làng nghề ở đây họ sẽ làm gì và nuôi và đánh bắt hàu như thế nào. Chúng ta cùng tìm hiểu nha cả nhà.